Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn dựng cho hai bác khách loa full Martin F10. Full F10 này là của dòng loa Martin. Thì anh em có thể là chơi cấu hình loa karaoke gia đình, hoặc anh em có thể là lấy một đôi loa leo Martin của Tùng Nguyễn để về làm loa monitor sân khấu. Vừa nhẹ vừa vận chuyển xinh xinh để anh em đánh loa lời, loa monitor sân khấu. Còn đây hai bác này đều là lấy về để chơi karaoke gia đình. Cấu hình bát neo tép neo, cấu hình bát BM tép B3. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ review từng đôi một. Đây là cái lưới của Martin F10, lưới sắt và được dán cái tem của Martin ở đây. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết đến cái dòng loa neo Martin F10. Khi anh em mua loa của Tùng Nguyễn, nhớ là phải đọc rõ cái thông số của loa bát tép đấy và phân tần anh em nhá. Không thì nhiều khi bên Tùng Nguyễn làm rất là nhiều mã, anh em cứ nói là đôi loa này đôi loa nọ là Tùng Nguyễn không biết đôi loa nào để bán hàng cho các bác đâu. Anh em muốn đặt hàng phải đọc mã hàng đấy. Đôi loa Martin F10 ở đây thì Tùng Nguyễn giáp cấu hình bát neo, bát neo BM côn 75. Dòng leo BM này thì cho tiếng ca tá sáng anh em nhá. Côn 75, bát 25 từ leo, màng kết hợp cả sợi bông thủy tinh, cho ra tiếng rất hay anh em nhá. BM dòng leo. Và lón của nó thì là màng sơn dầu, gân vải tẩm dầu hai gân, lón nõm. Côn 75 thì anh em biết rồi. Bát 25 mà côn 75 thì mồm của nó rất là to, tiếng alo lời rất là to, khỏe. Đấy. Dòng bát này thì rất là chuộng này, tiếng ca hay này. Đây là dòng bát neo này. Và bây giờ đến lượt là tép neo. Tép neo thì Tùng Nguyễn dựng cái cấu hình tép neo đẹp nhất cho các bác. Tép neo bi 450. Lắp nhôm tép neo bi này bình thường so với cái dòng tép neo bi của Tùng Nguyễn thì nó sẽ được nhiều hơn 2 viên bi. Đấy, tép neo bi này kể cả các cái viên từ nó đan thò cả ra ngoài luôn. Đấy, nên nó rất là nhiều từ. Có những cái dòng tép neo bi nó đan nó thiếu mất 2 viên từ thì nó ít hơn, thì tất nhiên là công suất nó nhỏ hơn, với cả tùy theo phụ thuộc vào bên côn bên trong nữa. Và tép neo bi này Tùng Nguyễn đang bán cung cấp nắp vào bát neo bi 30 cũng rất là nhiều. Đấy, đây là dòng loa Martin F10, có thể đánh loa monitor sân khấu, đánh full 25. Phân tần, Tùng Nguyễn đều dựng phân tần khủng. Mẫu phân tần là F2A, có bóng chống cháy đây anh em nhé. Đây là dòng full F10. Và còn đến được cái đôi mà từ thường thì giá thành nó rẻ hơn, rẻ hơn nhiều anh em nhé. Nó là từ thường và từ leo thì nó phải rẻ hơn nhiều rồi. Và đôi từ thường này anh em có thể là đọc mã ra cho Tùng Nguyễn. Thứ nhất là Tùng Nguyễn dựng một đôi tép B3 từ 100 và côn 34. Cốc của con tép này là cốc nhôm anh em nhé. Anh em nhìn này, cốc con tép là cốc nhôm, chạm nhún màu vàng từ 100 côn 34. Đấy, dòng này là từ thường. Còn dòng kia là từ leo. Đấy, đắt lắm anh em nhé. Nó gấp mấy lần con đôi tép này. Và dòng bát của nó thì Tùng Nguyễn đang dựng cái bát là BM25 250W trở kháng 8 ohm, model là 10BM200N, made in China. Và xương của nó là xương nhôm đúc, gân vải tẩm dầu. Đấy, dòng BM này cho tiếng bát chắc và sáng tiếng. BM này tiếng ca rất hay anh em nhé. Côn của con này là từ 170 côn 65. Anh em nhìn này, cái kẹp lỗ của nó là vào cả bích sắt của nó đều rất là dày. Đấy, cho tiếng rất hay. Dòng này côn của nó là côn 65. Anh em lưu ý nha, côn của con này là côn 65. Màng có cả sợi bông thủy tinh. Côn 65, xương nhôm đúc, gân vải tẩm dầu. Gân vải tẩm dầu và màng đen mờ nhá. Đấy là cái dòng bát của nó. Bát này Tùng Nguyễn cung cấp cho anh em rất nhiều đây. Anh em đều phản ánh chất âm tốt. Và kể cả dòng bát 25 này, bác khách này thích mẫu phân tần F2A, và Tùng Nguyễn nâng cấp cho anh một bộ phân tần khủng vào đây. Full 25 dựng mẫu phân tần khủng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả anh em. Anh em có nhu cầu đến hai dòng loa full Martin F10 bên Tùng Nguyễn đang giáp đây, có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn lên đơn cho anh em. Khi anh em đặt một đôi loa này,
có thể vui lòng cọc cho Tùng Nguyễn 500.000. Tùng Nguyễn sẽ gửi bưu điện cho anh em. Anh em muốn gửi xe cho mình, Tùng Nguyễn gửi xe cho anh em, thì anh em vui lòng chuyển khoản hết, sau đó Tùng Nguyễn sẽ gửi xe cho anh em. Đấy, nhà Tùng Nguyễn xa bến xe, Tùng Nguyễn không ship cốt được nhà xe. Và anh em yên tâm, đã chuyển khoản hết thì Tùng Nguyễn rất uy tín, và đã đặt cọc thì cũng rất uy tín, mà bất kể là không cọc cũng rất là uy tín, để cho anh em yên tâm đặt hàng ở trên mạng, mua ở cửa hàng như nào về nó là như thế. Đấy, anh em nhìn các cấu hình này, anh em đã qua đăng ký kênh và biết tính của Tùng Nguyễn rồi, bán hàng rất thẳng thắn, thực tế. Anh em có thể là yên tâm khi đặt các mẫu loa dựng của Tùng Nguyễn dựng cho anh em. Đấy, loa dựng nhưng mà 10 bác, cả 10 bác đều thích. Đó là cái niềm vui của Tùng Nguyễn. Tuy là loa dựng nhưng mà Tùng Nguyễn nhặt các cái mẫu linh kiện nhà Tùng Nguyễn bán. Thế nên là anh em yên tâm để chơi các loa dựng của Tùng Nguyễn. Anh em các mẫu linh kiện ở trên cái cấu hình thùng như này, anh em có thể mua rời, mua rời để về thay thế thùng của mình. Bên Tùng Nguyễn bán linh kiện mà, nên anh em mua tép, mua phân tần, mua bát, mua vỏ thùng, Tùng Nguyễn đều bán cho anh em, để anh em về có một đôi loa và có một linh kiện thay vào nó chất lượng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt anh em nha. Anh em cứ có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng Nguyễn, và Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt anh em.